Cái này cây mai chứng thủy lá trung này nha bạn, dòng Trung An. Mai thủy lá trung Trung An nha bạn. Trung An nó khác Trung Nu nha bạn. Trung Nu thì nó nu nhiều hơn Trung An. Như là Trung An già nó sáng, Trung An thì nó kéo thẹo mạnh hơn Trung Trung Nu nha bạn. Kéo thẹo mạnh lắm, nó kéo thẹo mạnh hơn cây lá lớn nữa. Ngộ lắm, cái dòng này kéo thẹo mạnh dữ lắm. Trong dòng mai thủy là nó kéo thẹo mạnh nhất á. Mạnh như như cây da đen. Cái này được cái đế. Cái này được cái đế nó nở. Đế nó bổ một dòng đẹp lắm. Hầu như nó bổ một dòng dòng á. Không có cây sắp đế nha, nó chỉ nở thôi nha bạn, nở rồi nhìn giống như cái cây tự nhiên, chỗ nào cũng có đế. Cái này xưa mình lấy mặt tiền bên đây nè. Cây này nếu mình tính đem nhổ nguyên cái chậu luôn mà nó ăn hết cái phần rễ chậu rồi. Nếu ấy là mình sẽ gọt. Gọt bầu là mình thúc cành lại, mình đóng thùng xốp nha bạn. Vậy bạn nuôi lại, thúc lại. Mình cắt mình thúc lại, thúc gọn lại. Tuột nó ra là cao rồi. Trời ơi, cái tuột nó dài nè. Bông nó cũng thơm lắm. Trung An nha bạn. Trung Nu á là lá nó ra lá đôi. Cái màu lá của cái cây Trung An này nó sáng hơn cái lá cây Trung Nu. Trung Nu cái lá nó xanh đậm, rũ rũ nhìn nó buồn buồn. Trung An cái lá nó xanh mượt hơn. Ít nu các bạn, nu chỉ lần cận thôi. Da nó sáng hơn cái da Trung Nu. Trung Nu cái da nó đen hơn. Cây này cái hoành chỗ này khoảng 32 thôi bạn. Đây chiều cao nó đây 1 2. Cây này chiều cao cho tới đây chắc khoảng 32 cũng 32 33 gì thôi. Mình tính đem vào đất mình trồng nè. Nếu bán không được chắc mình đem vào đất mình trồng. Trồng trong chậu mùa này nắng quá các bạn ơi. Nó hóc nước. Nhiều khi đi quên cái tưới là hóc nước. Đem vào đất trồng, với lại đem vào đất trồng mấy cái cốt này là nó mau bự hơn. Mấy cốt này mình mới nuôi được mấy tháng à. Lẹ thấy ghê luôn. Dòng này nuôi lẹ. Nhánh nó cũng dẻo lắm. Nhánh nó cũng như nhánh Trung Nu, nó có thể nó dẻo hơn nhánh Trung Nu. Uống cũng dễ. Trung An nha bạn. Hồi xưa trước khi Trung Nu nói là Trung An này là cũng như ngôi sao nổi tiếng một thời. Giờ cũng hết thời luôn. Nó cũng như kiểu nó nổi trước Trung Nu các bạn. Sau này Trung Nu lên, sau này Trung Nu lên là nó có giá hơn Trung An này. Tại nó có nu á. Hồi xưa là Trung An này không có giá hơn. Ngộ. Mỗi cây nó có một thời. Cũng như cái giai đoạn đó là nó chiếm lĩnh. Cây này thì được cái bát đế nó nhìn nó cứng cáp, cái cây nhìn nó tự nhiên. Nó không phải là cây sắp đế nha, nhưng mà nhìn nó tự nhiên có rễ lớn lại nhỏ nó cắm xuống, nhìn đây. Ngồi xuống. Trung An nha bạn.